Chào anh em, hôm nay mấy anh bạn xin đọc họp cái sản phẩm mới ra mắt là Gimbal Smart X ha. Thì đây là cái bản combo, thì bản combo nó trong đây nó sẽ có thì mình là một cái chân ha, một cái túi đó. Thì nó có cái dòng Smart X này nó có hai bản, là bản màu một trắng và bản màu đen ha, và nó có một bản là bản đi theo combo và bản riêng lẻ. Thường thường bản combo á, thì nó sẽ mắc hơn khoảng tầm 100 mấy 200 ngàn, thì nó có thêm một cái túi và cái chân. À, rồi màu trắng và màu đen thì hai cái bản combo nó giống nhau đó. Thì hôm nay mình sẽ đập hộp một cái gimbal là bản màu đen ha, combo bản màu đen. Rồi mình đập hộp thử coi bên trong nó có gì nữa các bạn ha. Đây là sản phẩm nguyên siêu mới 100%, tự mình khui ra trong này là rất nhiều anh chị đang mong đợi, nó rẻ nhưng mà chất lượng khá là tốt. Mình xem bên trong nó có cái gì nhé. Đây là mì siêu, khui siêu luôn, khui siêu nha. Rồi, rồi có bên trong nó có cái gì. Đầu tiên sẽ phải là một cái túi nhỉ, tháo cái này ra. Đây là một cái hộp chống sốc của cái Smart X. Mình tháo bên trong nó có cái gì ha. Rồi bên trong thì nó có cho mình là một cái cọng cáp USB sạc, giấy tờ. Đây là sản phẩm của mình ha. Thì ở trong đây nó có cái gì trong đây đây? Đây là một cái chân, chân ba ha. Phiên bản này là phiên bản màu xám đen. Đó, các bạn thấy không? Đó, mình thử luôn nha. Này, rất là gọn các bạn. Đó, trong cái hộp mình chỉ có là chân ba, đế sạc, cái gimbal và cái hộp chống sốc. Rồi giờ mình thử nghiệm cái gimbal này các bạn. Đó. Thì đây mình cũng mới khui lần đầu rồi. Ha, mình ở đây là nó có là đây, đây. Thấy không? Đó. Dòng lên. Đó. Rồi đó. Đây ha. Thấy như vậy. Thì đây này để mình cân gimbal. Rất là gọn nghe các bạn. Đó. Ví dụ như mình này mình bỏ, có thể bỏ túi quần được. Rồi hiểu không ha. Rồi mình đây là mình đẩy ra rồi đó, thì như vậy ha. Thì đây mình có một nút lót, mình đẩy qua như vậy các bạn. Như vậy ở đây mình có thể mình rút dài được các bạn, nó tiện lợi cho gimbal này rút dài là được. Đó, thấy không? Rồi đó, rồi xong.